Thưa quý vị và các bạn, theo tin mới nhận được từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR trưa ngày 2 tháng 8, Trà Vinh ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trưa ngày 2 tháng 8 đều ở huyện Trà Cú, trong đó có 8 ca liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn giày da Mỹ Phong, 4 ca là F1 của các ca dương tính trước, có 1 ca từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về, tất cả đều phát hiện trong khu cách ly tập trung và đã được đưa về bệnh viện Dã Chiến để tiếp tục theo dõi và điều trị. Như vậy, ngày 2 tháng 8, Trà Vinh có 31 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số toàn tỉnh có 381 ca.